anh dứa bò dứa, dứa nướng dứa nướng anh bé ơi. Chết rồi, tôi cũng thích món đó, bỏ ra đi. Ôi chim nè, chim nè, anh ăn chim đi, ăn gì bỏ đó mà ăn đi nè, ăn đi nè, ăn đi nè. No, tôi đủ dùng rồi, không ăn chim nữa đâu. Cô anh dứa nè, anh dứa. Anh ăn giọng cho lắm vô, ăn hết luôn cái hàng xiên que của người ta, rồi còn uống hết 2 ly nước mía, hỏi sao mà không no. Chả mấy khi được cô mời mà. Không uổng công ấy, tôi nhịn đói từ sáng. Mà nè, 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 cười cái coi. Rất dễ thương và cá tính. Cái này mà up lên Facebook ấy, cả ngàn like chứ xem nào. Tôi trêu cô như vậy tại vì cô rất giống em gái của tôi thôi. Ơ, vậy thì anh cứ đi về nhà, rồi trêu chọc em gái của anh đó. Làm ơn tha cho tôi đi, để cho tôi yên đi, nha. Lát ăn xong, phải uống thuốc ngay. Phải biết giữ sức khỏe cho mình thì mới có sức để chăm sóc người khác được. Ok. Hả chứ hả, tôi xinh đẹp dữ lắm luôn á. Tôi thấy bây giờ cô vẫn vậy mà. Hả? Ý tôi là cô vẫn xinh đẹp mà. Ừ. Là rồi. Nhà tôi ngay gần đây, chạy bộ một tí là đến ấy mà. Thôi, mai gặp, bye bye. Woo. Ê, tôi về đây, bye bye. Ôi, đúng là cái tên khùng mà. Mưa to đi. Dễ thương. Đối với em gái của anh thì khác. Nếu em gái của anh đã nhờ ấy thì anh sẽ giúp luôn. Ừ? Làm sao nữa? Tức là ấy, bây giờ anh sẽ làm cô bé quàng khăn đỏ, mang cháo đến cho bà ngoại của cô em gái. Đã hiểu chưa? Anh nói thiệt vậy hả? Anh nhiều nha. Sao trông mặt mũi anh sáng láng thông minh thế này mà lại không nhận ra mối tình đầu của mình thế à? Chính là Annabelle đấy, là cô trợ lý bất tài vô dụng đụng đâu hỏng đấy mà ngày nào anh cũng la mắng đấy. Nhìn kỹ cũng đẹp thật đấy. Annabelle này, anh nghĩ anh thích em thật rồi.